Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Mở đầu sẽ là phần điểm những tin chính sẽ phát trong chương trình. Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng cho giáo viên, học sinh, sinh viên và đối tượng chính sách. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, thông qua điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, thận trọng nhằm hỗ trợ vốn thanh toán cho các tổ chức tín dụng trong quý 3 đã được kiểm soát tăng dưới 20%, mặt bằng lãi suất chung ổn định. Ngày 7 tháng 10 tại Libya, lực lượng của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp dưới sự yểm trợ của các máy bay của NATO đã mở đợt tấn công tổng lực từ tất cả các hướng vào thành phố Sirte, thành phố quê hương và là một trong hai thành trì cuối cùng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi. Thủ tướng Nga Vladimir Putin chính thức bước sang tuổi 59 vào ngày 7 tháng 10. Nhân dịp này, những người yêu mến và hâm mộ ông ở nước Nga đã tổ chức sinh nhật cho nhà lãnh đạo này với rất nhiều các hoạt động trên đường phố. Kính thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng cho giáo viên, học sinh, sinh viên và đối tượng chính sách. Theo thông báo, chương trình máy tính giá rẻ có thể triển khai nhiều giai đoạn, trước mắt tập trung vào đối tượng giáo viên, học sinh và sinh viên. Ở giai đoạn tiếp theo, có thể mở rộng dần ra các đối tượng là công chức, viên chức các hộ gia đình. Về cấu hình máy tính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng chi tiết cấu hình cũng như giá thành máy tính, đảm bảo máy tính có cấu hình đáp ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy, học tập và giải trí phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đồng thời có giá phù hợp với khả năng chi trả. Ưu tiên sử dụng hệ điều hành và phần mềm ứng dụng là các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, qua đó góp phần giảm giá thành và khuyến khích học sinh sinh viên tham gia nghiên cứu và phát triển phần mềm mã nguồn mở. Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu cách thức triển khai sản xuất và cung cấp máy tính, trong đó lựa chọn doanh nghiệp sản xuất theo phương thức đấu thầu trong nước, ưu tiên doanh nghiệp Việt Nam, xem xét áp dụng phương thức hợp tác công tư, cần xem xét lựa chọn và phân vùng khu vực để giao cho từng đơn vị thực hiện, có thể thực hiện thí điểm để từ đó nhân rộng ra cả nước. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, thông qua điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, thận trọng nhằm hỗ trợ vốn thanh toán cho các tổ chức tín dụng trong quý 3 đã được kiểm soát tăng dưới 20%, mặt bằng lãi suất chung ổn định. Cùng đó, tổng phương tiện thanh toán tăng từ 15 đến 16% trong năm 2011, phục vụ tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát. Cung ứng tiền qua các kênh được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ, đồng thời điều hành lượng tiền cung ứng phù hợp với nhu cầu của thị trường tiền tệ. Nghiệp vụ thị trường mở được điều hành linh hoạt với khối lượng và lãi suất hợp lý, chủ yếu là chào mua giấy tờ có giá với lãi suất được điều chỉnh giảm từ 15 đến 14% một năm, kỳ hạn 7 ngày đã tăng lên 14 ngày kể từ 19 tháng 9. Các mức lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng giữ ổn định ở mức 14% một năm. Lãi suất tái chiết khấu 13% một năm, cho vay tái cấp vốn để hỗ trợ vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được tiếp tục triển khai. Để quản lý thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá và thị trường vàng, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. Việc bán ngoại tệ can thiệp kịp thời với liều lượng thích hợp để bình ổn thị trường ngoại hối. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường bán ngoại tệ và điều chỉnh tăng 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 9 năm 2011. Cùng với việc mở rộng đối tượng phải áp dụng dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước còn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để kiểm soát hoạt động mua bán ngoại tệ bất hợp pháp trên thị trường tự do, chủ động thông tin, tuyên truyền giúp ổn định tâm lý thị trường. Trong một nỗ lực nhằm giảm dần phương tiện giao thông cá nhân, được coi là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông đô thị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải gương mẫu sử dụng và vận động người thân sử dụng xe buýt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu một ngày một tuần. Theo công văn hỏa tốc 6323, để từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc trầm trọng giao thông đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nếp sống văn minh đô thị, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong ngành giao thông vận tải có trụ sở văn phòng đại diện chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể yêu cầu cán bộ nhân viên sử dụng xe buýt đô thị tối thiểu một ngày trong một tuần. Cán bộ công nhân viên trong ngành dùng các hình thức thích hợp chủ động tuyên truyền,
vận động người dân và cán bộ, nhân dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt. Ngoài ra, các cơ quan báo chí trong ngành giao thông vận tải tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo các tầng lớp xã hội để lợi ích của việc sử dụng hệ thống vận tải hành khách công cộng đô thị nói chung và xe buýt nói riêng, phản ánh đầy đủ và kịp thời những gương người tốt việc tốt, những khó khăn vướng mắc cần khắc phục nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ xe buýt. Được biết, tân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đích thân đi xe buýt 2 lần trong thời gian gần đây. Vụ vận tải Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện đi xe buýt hàng tuần. Trong khi không ít người loay hoay tìm kiếm mô hình kinh tế trang trại sao cho phù hợp, thì một người nông dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định được hiệu quả của mô hình kinh tế trang trại khép kín theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn và nguồn bao tiêu sản phẩm ổn định. Cách đây vài năm, lão nông Phạm Trung Trường ở thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn đầu tư ngót nửa tỷ đồng để xây chuồng trại nuôi rắn hổ mang giống. Tiếp đó ông lại tiếp tục đầu tư trên 5 tỷ đồng để nuôi 100.000 con ba ba thương phẩm. Nguồn vốn đầu tư trồng rừng nguyên liệu, chăn nuôi gia súc có quy mô lớn theo mô hình khép kín trong khuôn viên trang trại, rộng ngót 700 hecta đến hơn 30 tỷ đồng. Trong phần diện tích khoảng 40 hecta đất ngập nước, ông Trường đã dành ra gần 3 hecta để cải tạo và xây 12 hồ nuôi ba ba kiên cố bằng xi măng. Thế nhưng lứa ba ba đầu tiên khoảng 10.000 con thả xuống mới được khoảng 8 tháng, thì cơn bão số 9 năm 2009 bất ngờ tràn về, cuốn trôi gần như hết sạch số ba ba trên, làm thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Cơn bão số 9 cũng làm ngã đổ, gãy và hư hại hàng trăm hecta rừng cây nguyên liệu, làm ông mất trắng số tiền trên 45 tỷ đồng. Những tổn thất quá nặng nề như vậy tưởng chừng đã quật ngã lão nông Phạm Trung Trường, nhưng ông đã đứng vững với những dự án còn lớn hơn thế. Nếu giá thị trường hiện nay là khoảng 500.000 đồng trên một ký ba ba thương phẩm, là chúng tôi thu về là được là khoảng 14-15 tỷ, là đã trừ hậu hụt rồi. 14-15 tỷ này mà nếu thực chất đi mua thức ăn là mất đi 10 tỷ thức ăn rồi. Nhưng kết hợp được như thế này, khép kín trong cái chăn nuôi giữa cái gia súc gia cầm và thủy sản cũng như để nuôi con ba ba, là chúng tôi mất chừng khoảng 3 đến 4 tỷ là cái tiền gia công chế biến thôi, chứ còn chúng tôi không phải mất đến 10 tỷ. Cùng với việc thả nuôi lại 7.000 con ba ba giống vào đầu năm 2011, dự án liên kết với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và tập đoàn CP Thái Lan đang được triển khai với việc xây dựng chuồng trại để nuôi 50.000 con gà đẻ và 50.000 con gà thịt, 10.000 con heo thịt và 2.600 con heo nái, với tổng số tiền xây dựng cơ sở hạ tầng và chuồng trại là 37 tỷ đồng. Thì trong cái liên danh này thì họ là có tháo gỡ những cái mà chúng ta đang cần, cụ thể như là dịch bệnh, đối vật nuôi, rồi cái đầu ra. Trong khi đó là bà con ta còn thiếu vốn, doanh nghiệp ta nghèo thì là họ là chịu có phần con giống, họ chịu luôn có phần thức ăn. Bên ta là chỉ có làm ra trang trại, làm chuồng trại và lo điện nước cũng như lo vấn đề chăn nuôi bảo vệ. Trang trại trồng trọt chăn nuôi tổng hợp giá trị hàng trăm tỷ đồng của ông Phạm Trung Trường là một trong số ít những trang trại có quy mô lớn ở vùng duyên hải miền Trung. Thành công bước đầu này đã khẳng định được hiệu quả của mô hình kinh tế trang trại khép kín, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trang trại sản xuất hàng hóa có quy mô lớn và bền vững. Ô nhiễm môi trường biển không còn là cảnh báo mà đã và đang hiện hữu ở nhiều vùng biển Việt Nam. Vùng biển Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa là một ví dụ, phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông Tấn. Phóng viên Truyền hình Thông Tấn đang có mặt tại vùng biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Phía bên phải tôi là một bãi rác dài chạy dọc bờ biển. Chính quyền địa phương ở đây cho hay, do dân số tăng nhanh, đất chật người đông đã khiến nhiều hộ gia đình không có đủ đất để xây các khu nhà vệ sinh. Và đó là lý do tại sao mọi sinh hoạt và cuộc sống của người dân đều đổ thải ra biển. Căn nhà 40m2 này là nơi ở của gia đình chị Tô Thị Mật, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hai vợ chồng chị Mật, hai bà mẹ già và 7 đứa con. Tất cả 11 con người sống tại đây đã nhiều năm qua nhưng không có một khu vệ sinh riêng. Thì hoàn cảnh gia đình không có cho nên không thể nào tạo điều kiện mà làm được công phụ cho các cháu nó sinh hoạt. Mọi lần sinh hoạt vệ sinh thì nhà mình phải làm thế nào ạ? Mọi lần sinh hoạt vệ sinh thì phải đi ra ngoài bể ạ. Còn không gia đình cháu có thì mà đừng thao nữa. Không đấy có tiền nào người xây dựng.
Gia đình chị Mật chỉ là một trong số nhiều hộ dân ở xã Ngư Lộc không có nhà vệ sinh. Mọi sinh hoạt, giải quyết nhu cầu cá nhân đều diễn ra thản nhiên ở biển như thế này. Ngay cả với những đứa trẻ, biển vừa là nơi vui chơi, vừa là khu vệ sinh công cộng. Nhà cháu có khu vệ sinh không? Không. À, thế bình thường cháu đi vệ sinh thì cháu phải đi như thế nào? Cháu đi ngoài biển. Xã Ngư Lộc hiện có 3.000 hộ dân sinh sống, trong đó chỉ có 70% số gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Số còn lại thì đang biến biển thành một khu vệ sinh công cộng. Mặc dù 7 thôn của xã đã có điểm thu gom rác thải, nhưng tất cả đều trong tình trạng quá tải, nên nhiều khi rác cũng được đổ thẳng ra biển. Hiện nay thì vấn đề mà thải, nước thải ra ngoài biển, về cái phân rác ra ngoài biển thì báo cáo với các anh chị là Ngư Lộc một cái xã đất chật người đông. Với diện tích không đầy nửa 47 km², về cái việc mà cái thu gom rác thải thì không còn một cái điểm nào đổ, cho nên là tập trung đổ ra ngoài biển. Xả rác bừa bãi, không có nhà vệ sinh đang là thực trạng diễn ra ở nhiều vùng biển trong cả nước hiện nay. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để thay đổi thói quen xấu này, không chỉ đòi hỏi ý thức tự giác của mỗi người dân mà cần có sự tăng cường tuyên truyền vận động và hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong việc xây dựng các nhà vệ sinh.